Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel mẹ Beo. Chắc hẳn là các bạn đang thắc mắc tại sao mẹ Beo lại đội cái mũ này không nhỉ? Nếu như các bạn thắc mắc là vì sao mẹ Beo đội mũ này thì đương nhiên rồi. Tại vì là tôi có dùng được cái mũ bình thường đâu. Để các bạn nào mà chưa biết lý do vì sao á thì hãy đợi các bạn coi video trưa nay nhá. Các bạn coi video trưa lúc 10 giờ trưa đó. Các bạn sẽ biết vì sao tôi phải đội cái mũ này các bạn ạ. Ok, thì quay trở lại với nội dung chính ngày hôm nay. Chúng ta trải nghiệm thử xem cái mắc tên là Bắc Cua Trung Hoa của bạn nào đó tôi không biết tên. Xem thử xem có gì hay ho không. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký chuông kênh của mẹ bạn nhá. Đúng đấy. Cái gì đấy? Trời. Bà cua thì được mấy tí này rồi xong rồi. Oh, alo, tao biết. Alo, anh nghe rõ không nhỉ? Nghe rõ bấm số 1 thôi. Alo, alo. Anh nghe em nghe rõ bấm số 1. Ủa sao không anh nghe này chết rồi bởi. Bị lỗi à? Anh nghe rồi này. Ok. Ôi, cho hỏi là có ai bị lỗi skin đây không? Có ai bị lỗi skin đây không? Ông nào bị lỗi skin AI bấm số 2 nào? Đúng không? Đó, nó bị lỗi chỉnh màu đúng không? Nó lỗi chỉnh màu skin AI à? Đúng không? Đó. Từ cái bản cập nhật mới nó bị lỗi chỉnh màu skin AI. Nó bị lệch màu của cây thế nhở? Ê, thử check xem là cái lỗi đè ship hết lỗi cho bạn từ để kiểm tra nha. Nghe nói là đè ship hết lỗi đúng không nào? Ô, bộ đè ship rồi ngon. Đè ship được rồi bạn ơi. Ok. Đó đi em. Rồi báo cáo cái sửa ngay biết chưa? Cả cái lỗi skin là tôi cũng báo bạn ạ. Mình cũng báo cáo rồi. Ok. Thế bảo là cái lỗi skin này là ảnh hưởng rất nặng cho nên là sửa sớm rồi bởi vì là ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu mà đúng không? Lỗi skin là mọi người sẽ không mua skin. Mà mọi người không mua skin thì game làm gì có tiền đúng không? Mà game không có tiền thì làm gì có chuyện trả lương cho nhân viên đúng không? Cho nên là cái lỗi rất là nghiêm trọng. Cái lỗi liên quan đến skin tôi đảm bảo luôn là kiểu gì cũng sửa sớm thôi, yên tâm đó. Lỗi game thì có thể là sửa lâu chứ riêng mà lỗi ảnh hưởng đến trực tiếp đến doanh thu là đảm bảo là sửa nhanh lắm. Tôi còn lạ gì nữa. Chắc là tầm khoảng 1-2 ngày nữa là sửa xong ngay mà. Yên tâm đi. Yên tâm là kiểu gì cũng sửa thôi. Lỗi game có thể là 1-2 tháng, nhưng riêng mà những cái lỗi mà ảnh hưởng đến doanh thu đến tiền là đảm bảo 1-2 ngày là xong, yên tâm nhá. Kiểu gì cũng xong sớm thôi. Ồ, bởi này, map này Bắc Cua Trung Hoa nhỉ. Nhưng mà map này mở liên thông thì không thể nào nhìn toàn cảnh được bạn ạ. Đó, bởi vì là nhìn toàn cảnh nó bị giới hạn tầm nhìn, tức là người ta mở liên thông nó bị giới hạn tầm nhìn á, cho nên tôi không thể nào nhìn bao quát toàn cảnh được đó. Nếu mà nhìn toàn cảnh là phải chơi đơn cơ. Bây giờ Minua sửa rồi đó, mở liên thông là chung góc nhìn hết, chung tầm nhìn hết. Ngày xưa kiểu như là mở liên thông á thì chủ phòng sẽ có lợi thế hơn bạn ạ. Mở chú gì ấy, bỏ lắn mỏ chết rồi, rồi sao bây giờ? Ngày xưa là mình nhớ không nhầm đó, là mở liên thông ngày xưa là chủ phòng rất lợi thế, có thể chỉ tầm nhìn lên xa hơn với người khác bạn ạ. Nhưng bây giờ thì chủ phòng hay là người thường thì tầm nhìn nó cũng như nhau thôi, nói chung về tầm nhìn rồi. Thế trên này mình sẽ không còn lợi thế gì cả. Có gì ấy? Sao không đi được? Không đi được. Ai thì tư có gì sai sai nhá. Ủa bởi nào tư à, ok mời tư khoan, ủa sao biết vậy? Ủa sao biết hay vậy? Hay à? Ủa sao biết vậy? Hay đúng không? Ủa sao biết được rồi vậy? Vô lý. Hay rồi. Ôi ủa sao biết được? Ấy ủa sao mình nhảy thì rất mà thấy như OG cái mình nhảy thì qua vậy? Vô lý. Có cách nào qua luôn không ta? Rồi sao giờ? Rồi xong luôn, tư không thuộc đường. Ôi cái map đoạn này mất thời gian ta. Ê giờ sao giờ? Chứ rồi quên đường rồi. Nhảy giữa bờ ra. Chào nhảy giữa đấy, nhưng mà giữa nào, giữa đấy. Ôi giữa nào. Giữa nào. Đâu đây nhảy giữa này đúng không? Chắc không? Giữa này. Ok, xong đâu nữa? Ô nào? Ô đen đúng không? Chuẩn không? Đây đúng không? Ủa lạ ta. Ok. Ảo được. Hách rồi. À trên trước rồi. Ông kia trên trước buồn không? Bên đấy đang mải nhìn trên. Đang mải nhìn ở trên ông đẩy tôi đúng không? Ok. Đang map này nếu mà chơi một mình thì sẽ dễ nhìn hơn bạn ạ. Nếu mà chơi đơn thì có thể tăng tầm nhìn lên để nhìn toàn cảnh. Tại vì mở liên thông cho nên không thể nào nhìn toàn cảnh được bạn ạ. Nó hơi bị kỳ bạn ơi.
Ôi cay thế nhở. Trời ơi. Ờ, chung là đoạn này mình rất hình như mà do là mọi khi mình bắt cua ấy, mình không chạy nhanh được, bây giờ nhảy không quen hay sao nữa. Giờ cảm giác chạy nhanh quá hay sao không quen. Tự nhiên giờ chạy nhanh quá không quen vẫn ạ. Nhảy ok, lưu hồi sinh liền. Rõ, level 11 tuần này. Gì em nhỉ? Level 11. Ui dồi ôi. Ui đi xuyên qua cái khe này à? Wow, cái khe đi xuyên qua này hay ta, giờ biết là cái khe này đi xuyên qua được là hay ta. Wow, hey, mà sao đi khó ta. Cái khe đi qua được mà nó khó ta. Ok này giống hồi ok. Yeah. Ngon. Đẩy lên. Ôi ok. Dễ mới khó. Lên. Rồi. Quay lên. Dễ mới khó sao? À mê cung không ạ? À mê cung mà cũng chưa phải mê cung mà là. Ui. Ấy, nghe nói là mới có Shadow đúng không? Từ nè, ánh sáng 3D là cái Shadow đúng không nhỉ? Ê, không giới hạn luôn này, từ nè, đừng để béo nè. Béo để tầm nhìn xa chứ, ơ, mà đây là ấy, chất lượng đồ họa cực cao hơn này, đó, ui. Tôi bật hết đúng không? Mèo béo bật hết tất cả thứ ôm hồn luôn này, đó, ui, mình nhìn lại bóng này, wow. Nhìn quả bóng ở trong chất lượng nhỉ, ui. Mình đang bể FPS không giới hạn, ánh sáng nổi hiệu ứng xương, ánh sáng 3D, lòng hầu các thứ này cực cao, bật hết mọi thứ ấy. Nhìn chung là tôi bật hết tất cả mọi thứ bật đúng không? Đúng không? Là bật hết tất cả mọi thứ là đúng rồi đúng không nhỉ? Tôi bật hết tất cả mọi thứ rồi. Ok. Rồi. Gần như là không còn cái gì mà có thể bật được bạn ạ. Ui, nhìn cho bóng hiệu ứng bóng nhìn đẹp ta. Wow. Nhìn cái hiệu ứng đổ bóng trông nhìn ngầu ấy nhỉ. Hóa ra đấy tôi còn chưa bật cái FPS cao bạn ạ. Rồi. Bây giờ mới là bật FPS cao này. Bố tôi là đang chơi liên thông á. Chơi liên thông cho nên không thể nào nhìn xa được bạn ạ. Không nhìn xa được. Bây giờ giới hạn tầm nhìn rồi. Thế buồn. Chứ không tôi bật tầm nhìn xa ra, nhìn căng hơn đấy. Sao rớt xuống nước không chết hết. Chắc là lỗi trích gờ rồi. Thôi thì sai của để chuyển thôi biết sao giờ. Hỏi chị Thỏ á, đừng hỏi anh mình. Bởi đấy lỗi game mà. Sao biết được không? Chịu. Đừng hỏi tôi. Tôi không biết gì hết. Mở cầu. Quan. Tại sao không nhở? Bám tường lên luôn được ngay. Tôi bật kệ đi. Bám tường được kiểu lâu hơn chứ. Úi dồi. Ok. Ê. À. Nhảy rớt ta. Ấy đừng. Đừng đẩy. Trời ơi đừng đẩy. Ok. Rồi. Không biết bắp này bao nhiêu level nữa, cho hỏi cái ai là người đang nhảy bị xa nhất rồi mình. Cho hỏi đang nhảy level bao nhiêu rồi. Anh đang ở level 19-20 này. 21 chứ á, trời ơi tưởng xa lắm. Đây cũng hơi mèo béo một level chứ mà đi. Không biết là map này bao nhiêu level bận ạ. Vậy, what cái gì ấy. Ủa cái cầu bị gì ấy. Cái cầu bị trúng đập ơi, cái cầu bị trúng đập. Bị trúng động, bị đóng băng, bị đi chậm các thứ. Trời ơi, ảo ta. Ok. Rồi. Hết hiệu ứng liền. Tiếp. Ui. Mà cái này mình nhảy một phát qua hai lúc luôn mà nè. Bỏ win nữa. Thế à? Chắc là level 22 là win mà nè. Tớ bình tĩnh. Đừng đẩy. Rồi thôi. Xếp hàng thì có làm sao không? Cứ lanh chanh rồi mà nè. Rồi thôi. Đang cứ đẩy bạn ạ. Em phải đẩy. Ôi, bài mê cung à? Ôi, level này là bắt cua cho bài mê cung à? À, không biết đường nào bạn ạ, đúng đường đấy. Ngon. Đường sao nữa? Sao, thế để không? Hả, thế để không? Sao? Hả, thế để không? Đấy. Ấy nó. Yo quay nhảy. Này. Bù quê.
Rớt liền, quê, quê, rớt liền, ok. Ăn xong không? Ôi, mắt là được chứ. Mắt này đánh giá là chơi được chứ mà. Like mẹ Bell đây nhé mọi người, like. Ui, bấm nút like cho mẹ Bell nè. Wow, wow, ui, 100 like cái ghê vậy. Wow, wow. Nó không biết like nhiều thế được gì không nhỉ? Tôi không biết là like nhiều vậy được gì không bạn ạ. Ê, tôi không muốn chơi lại. Trời ơi, bây giờ chơi ai may quá, chơi này không phải tải nữa bạn ạ. Ok, ok, ok. Rồi, nhìn chung là mắt này chơi khá là ổn bạn ạ. Đây, mắt có tên là Puck Cua Trung Hoa của bạn LTN2, ID là 26518988 các bạn nhé. Ok, video xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp thì muốn mình bèo làm dùm nước thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.